Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, mừng lễ Chúa thăng thiên, mừng lễ Chúa lên trời. Đó là một cái tiến trình của phụng vụ, muốn lược lại tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu trong một năm với những cái điểm cốt yếu. Việc Chúa lên trời là cái sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian, xuống thế làm người, đi rao giảng, chịu chết, chịu thương khó, chết, sống lại và lên trời. Đó là cái diễn tiến cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian. Cho nên việc Chúa lên trời nó như là cái kết thúc cái công cuộc nhập thể cứu chuộc. Vậy cái nội dung chính, cái cốt lõi của cái lễ lên trời nằm ở chỗ nào? Và khi chúng ta mừng lễ Chúa lên trời đó thì có cái ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng ta? Ý nghĩa như thế nào? Các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ hôm nay giải đáp cho chúng ta những cái vấn nạn đó. Sách Tông Đồ, Công Vụ các Tông Đồ kể lại rằng Chúa Giêsu sau khi từ cõi chết sống lại vẫn liên tục hiện ra nhiều lần trong khoảng thời gian 40 ngày. Để làm gì? Suốt 40 ngày đó Ngài hiện ra lần này lần khác trò chuyện đàm đạo với các tông đồ. Mục đích là để chứng tỏ Ngài vẫn sống. Ngài vẫn sống. Cái sự hiện diện của Chúa có cái sức củng cố cái lòng tin của các tông đồ, chuẩn bị cho các ông là chứng nhân của Ngài. Và khi hết cái hạn 40 ngày, Chúa Giêsu được, như Thánh Tông Đồ Công Vụ kể, được cất lên ngay trước mắt các ông. Nghĩa là từ nay Chúa không có hiện ra nữa, không có còn hiện diện một cách nhãn tiền để trông thấy bằng mắt thịt nữa. Và các tông đồ được nhìn thấy Chúa được rước lên trời. Như vậy cái việc Chúa lên trời đó được hiểu như là cái hệ quả tất nhiên. Vì sau khi sống lại rồi, hiện ra trong 40 ngày rồi thì Chúa lên trời. Cho nên là cái hệ quả tất nhiên của việc Chúa sống lại, nó gắn liền với cái biến cố Chúa sống lại. Cho nên là nói lên trời với tội sống lại, nó chỉ là hai cái mặt của một sự kiện, của một cái biến cố ở nơi Chúa Giêsu. Không thể nói sống lại mà lại không nói lên trời, và cũng không thể nói lên trời mà lại không nhắc đến sống lại. Hai cái đó nó phải gắn liền với nhau. Có sống lại là có lên trời, và được lên trời là do có sống lại. Thánh Phaolô đã
gợi ý xa xa cái điều đó trong đoạn thư gửi người Ê-phê-sô mà anh em vừa nghe. Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, tức là được sống lại, và đặt ngự bên hữu người ở trên trời, ở chỗ lên trời. Cho nên hai cái việc đó nó không có tách biệt nhau được. Còn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew, là cái đoạn kết Phúc Âm theo Thánh Matthew đó, thì không có đề cập trực tiếp tới cái việc Chúa lên trời, không nói tới cái biến cố lên trời, nhưng lại nói tới cái việc Chúa được trao toàn quyền trên trời dưới đất khi Ngài lên trời. Nghĩa là Chúa có quyền thống trị toàn thể vũ trụ, là Chúa của mọi loài mọi vật. Và như thế cái việc Chúa lên trời nó có một cái ý nghĩa sâu xa ở cái chỗ đó, để Chúa Cha chính thức nhìn nhận Chúa Giêsu có toàn quyền trên trời dưới đất, thống trị mọi loài mọi vật. Và như thế cái sự chiến thắng của Chúa qua cái việc sống lại đó, nó được thể hiện qua cái việc Chúa được trao toàn quyền khi Chúa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Với cái quyền thống trị như thế, Chúa Giêsu ra lệnh, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ phải đi rao giảng và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Đó là cái điều chính trong cái đoạn kết Tin Mừng theo Thánh Matthew. Và khi Chúa trao toàn quyền như thế cho các ông đó, là Ngài vẫn hiện diện với các ông và ở với các ông, như Ngài nói Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên các tông đồ tiếp nối cái công việc của Chúa sau khi Chúa sống lại lên trời rồi, thì các ông tiếp nối cái sứ mạng của Chúa đã rao giảng Tin Mừng, đi làm phép rửa cho người ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và khi các ông đi làm cái công việc đó thì Chúa vẫn hiện diện, không trông thấy, nhưng mà Chúa vẫn hiện diện vì Chúa vẫn ở với các ông mọi ngày cho đến tận thế. Ngài bao trùm cái cuộc sống thường ngày của chúng ta khi Ngài đã lên trời. Việc Chúa lên trời chúng ta hiểu ra như thế, nghĩa là Chúa không có hiện diện bằng xương, bằng thịt, bằng dáng vẻ bề ngoài theo thể lý nữa. Chúa được cất lên và ngự bên hữu Chúa Cha để hiện diện như là một cái sự hiện diện mới với mọi quyền năng của Chúa, bao trùm cái cuộc sống thường ngày của chúng ta bằng cái sức mạnh của Chúa khi ngự bên hữu Chúa Cha ở trên trời. Và Ngài sẽ tiếp tục thi hành cái quyền đó cho tới khi Ngài lại đến, cho tới từng khi tận thế. Vậy khi chúng ta mừng lễ Chúa lên trời, khi chúng ta cử hành thánh thể trong thánh lễ ngày Chúa lên trời hôm nay, chúng ta được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm sống lại và lên trời của Chúa. Và khi tham dự rồi thì chính chúng ta cũng một cách nào đó như các tông đồ được Chúa ủy thác cho cái sứ vụ là phải loan truyền cái mầu nhiệm Chúa chết và sống lại đó cho những người khác, để lòng trí chúng ta luôn luôn hướng về trời cao, là Chúa, khi nhìn Chúa, ngắm Chúa, ngự bên hữu Đức Chúa Cha ở trên trời. Lát nữa chúng ta hát kinh Tin Kính, là chúng ta sẽ đọc lại cái lời tuyên xưng đó: Ngài lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúng ta phải tin như thế để thấy cái quyền năng lớn lao của Chúa Giêsu khi lên trời là như thế nào, và nó trở thành một cái đích điểm, một cái niềm hy vọng, một cái nơi để chúng ta mong chờ, đó là quê hương trên trời với chúng ta, với cái hy vọng sau này chúng ta sẽ được về trời.